Đầu tiên mình sẽ dùng kem dưỡng da. Kem dưỡng da có tác dụng làm mềm da. Trời ơi, trời, để trên mu bàn tay nè chứ nha, chuyên nghiệp lắm nha. Khi mùa đông mình đánh kem dưỡng da thì mình đi ra ngoài mùa đông mình sẽ không bị khô da. Đúng rồi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp luôn. Vậy bây giờ con bắt đầu nha Hà Vi nha. Vâng. Hôm nay con sẽ make up về chủ đề mùa đông ấm áp. Mùa đông ấm áp. Đầu tiên mình sẽ dùng kem dưỡng da. Kem dưỡng da có tác dụng làm mềm da. Trời ơi, để trên mu bàn tay nè chứ nha, chuyên nghiệp lắm nha. Khi mùa đông mình đánh kem dưỡng da thì mình đi ra ngoài mùa đông mình sẽ không bị khô da. Đúng rồi. Hay quá, chấm đúng điểm luôn. Đó là những quyệt trên gương mặt á anh này. Đúng rồi đó, bé nó test đúng quyệt đạo rồi đó. Rất nhẹ nhàng nha, nâng niu làn da luôn. Sau bước dưỡng da thì mình sẽ dùng che khuyết điểm. Che khuyết điểm vì người lớn hay thức khuya xem điện thoại. Ý thức khuya livestream bán hàng được không con? Quay qua chết cho cô Sam. Như thế cô có quầng thâm mắt. Đúng rồi. Mình sẽ dùng che khuyết điểm màu cam mình bôi vào quầng thâm mắt. Màu cam. Cô nhìn lên đi. Wow, mắt bị thâm á thì dùng màu cam. Mắt bị bầm dùng màu gì con? Mắt le sao màu gì con? Tiếp theo mình sẽ đánh nền. Kem nền hay quá. Kem nền làm cho da mịn hơn và đều màu da hơn và sáng da. Con ơi, bây giờ cái kem nền mình trộn vô tay rồi mình xoa mình ập cái mặt ra hay sao? Mình sẽ dùng cọ này. Chà, giống quết mật ong nướng cánh gà quá ha. Đó, đánh nền bước quan trọng nè. Trời, nó làm như thế cơ mà. Trời, tốt. Chuyên nghiệp như đó, tới dùng mắt cái nhẹ lại đây. Mắt là phải nhẹ lại. Cái kéo mà xệ mắt của cô thì cũng được. Con ơi. Dạ. Con make up được bao lâu rồi? Con học make up được bao lâu rồi? Con học từ 4 tuổi. Học từ 4 tuổi, bây giờ là mấy tuổi rồi? Dạ. 6 tuổi rưỡi. Kinh nghiệm 2 năm trong nghề rồi đó. Giữ 2 năm trong nghề là giữ. Thế là thâm niên cao rồi đấy. Trong make up và bước nền này là quan trọng lắm luôn á. Bước nền là quan trọng lắm, em make up cũng như vậy. Bước nền của em á, thì em make up là 2 tiếng đồng hồ. Thì bước nền của em phải là 1 tiếng. Trước khi ngủ em có dặm lại không? Ngủ... Ta sẽ dặm đều kem nền để kem nền bám chắc vào da. Dặm lại để kem nền bám chắc vào da. Phải dặm cái kem nền trên nền. Dặm nền. Đây là cái khu dặm nền. Dặm nền cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ đánh khối sáng. Đánh khối sáng. Mình sẽ dùng cọ này. Cọ đấy là cọ tên gì con nhỉ? Cọ đánh khối sáng. Cọ đánh khối sáng, thông minh thế. Ôi dồi, đánh khối sáng, dùng cọ đánh khối sáng nhá. Mình sẽ đánh khối sáng các vùng chữ T. Chữ T. Vẽ hình tam giác ở dưới mắt và hình chữ V ở dưới cằm. V ở dưới cằm. V ở trên trán, hai chữ A hai bên, V dưới cằm. Sau đó mình sẽ dùng mút mình dặm. Dặm cho móng chắc hơn. Dặm nữa. Mình dặm tiếp. Bằng tay hay là bằng bông? Bông. Bằng mút. Bằng mút chứ không phải bằng bông nha chú. Bằng mút nha. Các bác ơi, bằng mút nha. Tiếp theo mình sẽ dùng phấn phủ bột. Phấn phủ bột. Phấn phủ bột làm cho kem này không bị trôi. Đó. Xong cái quét vôi này thêm lớp vẹt ni nữa là ngon. Cô Nhi thì cũng xinh đấy. Đúng rồi, da cũng đẹp nữa. Vì cọ to quá mình không thể đánh ở phần nhỏ, mình sẽ dùng bơm mình đánh ở phần nhỏ. Sau
sau khi mình phủ phấn xong thì mình tới bước gì ta? Biết lót, đến lượt là lót mắt, xong mình sẽ đánh màu mắt. Mình muốn đánh màu gì cũng được hết hả con? Hôm nay con đánh chủ đề mùa đông ấm áp nên con sẽ dùng màu... Trắng. Trắng. Đỡ. Xanh. Màu... Nâu. Màu... Vàng. Cam. Hồng. Tím. Đỏ. Đỏ. Màu... Lên ăn cái hộp màu đi. Lên ăn cái hộp màu đi. Màu đỏ. Thôi, màu đỏ nhũ. Trời ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Màu nhũ nha các anh chị. Nhũ. Màu nhũ. Phải có nhũ nữa. Phải có nhũ. Cái đi tay không gọi đi tay rất chuyên nghiệp. Có ngón út nè, kề bơ má đàng hoàng. Đấy, bây giờ vô nhũ rồi nè. Đó. Mình sẽ đánh nhũ ở phần đầu mắt. Đầu mắt. Hay quá. Con ơi, kiểu trang điểm này mình đi dạo phố hay là mình đi dự tiệc con? Anh đi mùa đông. Đi vào ngày mùa đông. Chỉ đi được đâu? Ngày mùa đông thôi. Mùa đông thôi nha, mùa hè cũng được. Ừ. Đến kẻ, kẻ mắt. Để rồi mình sẽ làm eyeliner. Để trời là... ơi, eyeliner này là khó vẽ lắm nha. Em là vẽ không được luôn á. Đúng rồi á, eyeliner khó vẽ lắm á. Eyeliner làm cho mắt to hơn. Wow, rất khéo tay nha. Đến lượt là kẻ lông mày. Mình sẽ chấm vào màu nhạt. Từ má hồng. Cô cười lên. Cười lên. Cô lo sao cười được con. Cô lo lắm. Wow. Ôi xinh hơn rồi đó. Không phải thấy ra mùa đông rồi đó. Không phải đùa đâu. Lông mi giả. À còn mi giả nữa à. Chuyên nghiệp. Trời ơi, cái này người lớn dán còn đôi khi khó nha. Wow. À, giỏi à. Ra nét rồi, ra nét rồi, nét rồi. Mới thấy cô Như thở phào nhẹ nhõm đó. Còn con nữa cô Như. Còn con nữa. Cô Nhi ơi, dịu chú anh Đức không? Anh lúc nào cũng vậy, em thấy đi chương trình nào anh cũng đã thấy em nó đẹp. Anh Đức hết trơn á. Em nó đẹp, thấy nó ngoan hiền, định giới thiệu cho bạn thân. Cuối cùng là đánh son. Mình sẽ dùng son dưỡng môi trước để làm cho môi không bị khô. Bây giờ mình sẽ đánh son đỏ cam. Ai cam đỏ. Bây giờ con đã make up xong cho cô Nhi. Cảm ơn con. Eo xinh thế. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn.